Khi sơ suất của bạn vô tình là niềm vui của người khác. Hình ảnh hai cô nhặt phế liệu cười tươi, vui như Tết khi nhặt được tiền khi xé phong bì đám cưới. Dưa và Minh. Ôi trời ơi. Đấy, gì bảo xé dọc ra mà lẻ, gì bảo xé dọc ra. Xé dọc ra, đây gì bảo xé dọc ra. Gì bảo xé. Biết đâu bất ngờ đôi ta gặp tờ 500 đúng không? Nhưng mà thật ra là có phong bì này thì là hôm nay dì em nhặt được trước rồi. Xong dì em bảo là Hương ơi đi nhanh lên, xong tí nữa lên đây tao cho xem cái này. Thế là đâu có biết được đâu, đang đi xe thì ồn chả biết cái gì. Thế hóa ra đi lên bà bảo nửa tải phong bì Hương ạ. Đi lên để bóc, thế em bảo là thế là bật lên để livestream để bóc cho mọi người xem có tiền không. Ôi giời là giời ơi. Thế hóa ra là được một tờ 5 lít anh em ạ. Hôm nay em đọc một cái comment mà cái ông ấy bảo là mình nhặt được tiền này, mình không dám nhặt, chỉ sợ cái gì của thiên trả địa hả. Trời ơi ông ơi, các ông toàn có Phật có thánh online thôi. Tôi nói thật, ở ngoài nhìn thấy có khi tờ 10.000 hay tờ 50.000 trả hạ vội xe xuyệt cá nhặt ngay, có mà đừng có mà nói điêu. Nhìn thấy tiền nhìn thấy vàng có ai bỏ đâu, cứ biết là kiểu nhặt thì nhặt được vàng thì điên đúng không, nhặt được vàng thì lụi đúng không. Trời ơi em á, ai mà bỏ rơi nửa phân thôi hoặc là một chỉ thôi, em gọi cái Hương Đồng Nát đến cái Hương nhặt cho bao nhiêu cái điên cái Hương nhận cho. Ôi giời ạ, nhìn hết tiền đi làm một ngày gọi là 100-200 nghìn, nhặt được gọi là hay là cái gì, đi sách vữa hả, đi sách vữa gọi là nhấc đít lên còn trả được ấy, chứ đừng có nói là không nhận tiền, không lấy tiền 5 lít. Đây này, hôm nay là cái phong bì này gấp đôi anh em ạ. Chuyện box shop phong bì cưới có lẽ đã không còn quá lạ. Biết là sơ suất thôi, nhưng đôi khi nó vô tình lại trở thành niềm vui đối với người khác. Điển hình như hai cô nhặt phế liệu dưới đây. Đôi khi một, hai cái phong bì bạn làm sót lại trở thành niềm vui cả ngày của các cô.